Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Không còn ở cái tuổi làm tình nhân, có nhân tình. Nếu hiểu tình nhân, nhân tình là những người trẻ đang yêu nhau thiết tha, đắm đuối. Nhưng nếu mở rộng biên giới của ngày lễ tình nhân, khi hiểu tình nhân, nhân tình là những người có tình cho nhau, những cuộc đời tự nguyện gắn kết nên một trong tình yêu. Bất luận tuổi tác, thì tôi cũng còn may mắn được đứng chung hàng ngũ những người đang xôn xao, rạo rực, rộn ràng đón ngày Valentine đang làm nức lòng nhiều người yêu nhau. Không biết ai là người đầu tiên có sáng kiến về ngày lễ tình nhân, nhưng chắc chắn người ấy phải có một trái tim nhạy cảm và một tâm hồn rất lãng mạn. Tuy thế, nếu thiếu những nhân tình lãng mạn và tình nhân đa cảm như tôi với bạn đang náo nức phấn khởi đây, thì chưa chắc lễ tình nhân đã có được vị trí quan trọng và ảnh hưởng rộng lớn như hôm nay. Sở dĩ ngày lễ tình nhân giữ một vị thế quan trọng trong đời sống, vì ngày ấy, những người yêu nhau không chỉ nói với nhau những điều muốn nói, mà còn nói được với nhau những chuyện khó nói, ngại nói, chưa nói được. Có chuyện rất dễ nói khi yêu nhau, nhưng bên cạnh còn rất nhiều chuyện khó nói không thể nói ngoài một thời điểm hiếm hoi thuận lợi. Trong những chuyện khó nói có chuyện quá khứ của những chuyện tình vắt vai đã rơi theo năm tháng cũ. Có chuyện tương lai tính tới thì khó khăn, tính lui thì tiếc xót, không đành, và dậm chân tại chỗ thì lầy lội chẳng xong. Chuyện ngại nói cũng có thể là những tâm sự dở dang, không biết chốt lại thế nào cho gọn gàng, đẹp đẽ. Những tính toán ngang dọc rối bời, mà càng cố thu dọn, càng bừa bộn thêm. Cũng có thể chuyện không nói là bí mật của một con người, một đời người, mà một khi bị tiết lộ, thì chẳng còn gì có thể đứng vững. Thế nên, tình yêu, tình nhân dành cho nhân tình không hẳn luôn đơn sơ, ngây thơ bé bỏng, mà có thể gai góc, gian nan vất vả trăm chiều, nhiều nỗi. Trái tim tình nhân hướng đến nhân tình không hẳn luôn tròn trịa, kháu khỉnh, nhưng có thể đã mệt nhọc, mòn mỏi, rạn nứt vì nhiều thách đố đã trải qua. Vâng, làm tình nhân yêu nhân tình hay làm nhân tình yêu tình nhân là đi vào huyền nhiệm của đời nhau. Ở đó không phải tất cả đều lập tức lộ diện nguyên hình, phút chốc bày ra nguyên trạng. Trái lại, đó là hành trình đòi đôi chân kiên trì, từng bước vững chãi trong tình yêu tôn trọng nhau. Con đường dài như cuộc đời đòi ý chí kiên cường trong tình yêu, biết đối thoại. Tương lai hun hút như đường vào tuyệt đối, đòi đôi mắt sáng như sao để thấu suốt tình yêu màu nhiệm. Nhất là một trái tim kiên định, dám đập đều nhịp với trái tim của người tình. Những người tình tuyệt vời, những nhân tình lý tưởng, những tình nhân muôn thuở đều có chung những kinh nghiệm vất vả trên hành trình tình yêu. Những cảm nghiệm sâu sắc của tình yêu, quên lợi riêng, quên ý riêng, quên cả đời riêng cho hạnh phúc của người mình yêu. Bởi tình yêu đòi nhiều thứ lắm, nhất là lương thực hy sinh để tình yêu được sống và lớn lên. Nên có đổ mồ hôi trên đường lầy lội, có rách da xẻ thịt, rướm máu đôi chân trên những dặm trường gai góc sỏi đá, có nắng cháy cô đơn trong sa mạc tình buồn, người ta mới hiểu được giá trị của tình yêu trao ban khi là nhân tình, và tình yêu đón nhận khi là tình nhân. Những người tình tuyệt vời, những nhân tình lý tưởng, còn là những người dày dặn trong thử thách của tình trường. Khi hai người phải vượt qua đủ thứ mặc cảm, đủ loại cấm kỵ để nói được với nhau điều muốn nói, chia sẻ không ngại ngùng với nhau, tâm sự cần được sẻ chia, nhất là chấp nhận cùng nhau vượt núi, vượt rừng, vượt biển, vượt sông, kể cả vượt rào vì một tình yêu không thể xa nhau.
Ngày lễ Valentine còn là dịp để trao tặng nhau, bởi tình yêu luôn đòi trao ban và đón nhận. Nên cả nhân tình và tình nhân đều phải là người biết trao ban và biết đón nhận. Chỉ trao ban thôi mà không đón nhận, tình yêu sẽ chết. Vì có một bên kiêu căng, tự cho mình đã đủ, không cần gì ở người yêu. Khi từ chối đón nhận, chỉ đón nhận thôi mà không trao ban, tình yêu cũng sẽ chết. Vì có một bên ích kỷ, thụ hưởng, chỉ thụ lợi, thụ riêng cho mình khi khước từ trao ban. Tình yêu đòi trao ban đón nhận, và khi yêu nhau thật tình, hết tình, người ta không còn quan tâm đến giá trị vật chất của tặng vật. Nhưng bất cứ tặng vật nào cũng đều mang một giá trị tuyệt đối, vì đó là biểu hiện của tình yêu, mà tình yêu thì tuyệt đối từ bản chất. Nhưng tặng vật dễ thương, quý giá, cao cả, tuyệt vời nhất mà người ta muốn trao cho nhau và khao khát nhận được ở nhau là chính con người của nhau. Trao tặng người yêu chính con người mình là cho đi tất cả và chẳng giữ lại gì làm của riêng. Trao tặng người mình thương chính con người mình là hiến dâng trọn vẹn cuộc đời, cuộc sống với thao thức, ước mơ khắc khoải, hy vọng, niềm vui, hạnh phúc và cả lo lắng, buồn thương. Chỉ trao ban chính con người mình cho người mình yêu thì tình yêu mới thực sự có ý nghĩa và giá trị tuyệt đối của tình yêu. Như trái tim khi yêu hằng khao khát đợi chờ. Mừng ngày lễ tình nhân của những trái tim đang thổn thức, rạo rực vì yêu thương. Người viết mến tặng các bạn đang yêu nhau ba ngọn nến rất đẹp. Ngọn nến sự thật, tuy leo lét trước gió, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong tim các bạn. Dù là cuồng phong thất bại, sợ hãi hay gánh nặng của thời gian, bởi sự thật luôn giải phóng và nối kết. Ngọn nến thứ tha, tuy kín đáo, âm thầm, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong đời sống yêu thương. Dù hiện tại trống phá, dù tương lai đe dọa, bởi thứ tha là ánh sáng xua đuổi đêm tối trong cuộc đời những người yêu nhau. Ngọn nến hiền lành, tuy bé bỏng, nhẹ nhàng, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong ân nghĩa, ân tình. Bởi hiền lành làm cho nhân tình, tình nhân vô cùng dễ thương. Dù đi giữa trời giông bão, hay dưới trời chói chang đổ lửa. Ước mong các nhân tình, tình nhân đốt lên ba ngọn nến đẹp buổi tối Valentine lãng mạn. Và cưu mang sinh nở trong hạnh phúc những tình yêu tuyệt vời, cho cuộc đời mãi đẹp, mãi đáng yêu. Let me tell you a story, not of chocolates and roses, though you'll hear a familiar line. Is it fact or tis fiction? I'm not sure, but here goes a story of Saint Valentine. He was a priest who lived at a time when an edict forbid any young folks to wed. It was thought if you're married, a poor soldier you'd make, so you're better off being single instead. But what were the young ones who longed to be joined in holy matrimony sublime? To do but to go and in secrecy be wed by the priest known as Valentine. A saint of lovers he's called now today, many lives he helped intertwine. It's a story to think about the next time you read those sweet words from your Valentine. But actions like this don't continue unnoticed. He was found by the emperor's men. He was caught, he was tortured, and thrown into prison. And what do you think?
daughter who sadly was blind, and hoped this man could help make her see. With prayers of faith, she was healed by the one who came to set the captives free. The emperor tried to persuade him to change, to repent of the errors he'd made. But Valentine was bolder and tried converting the ruler. Execution no more was delayed. When the day came, the jailer's daughter, she cried, he had given an example so fine. With a pen and a paper, he bid her farewell and signed it, "From your Valentine." A saint of lovers he's called now today, he shared of a love so divine. It's a story to think about the next time you read those sweet words from your Valentine. It's a story to share the next time you read those sweet words.